Chào cả các bạn nhé, chào cả mọi người. Nay tôi đến công trình đang thi công dở dang này. Thì như các bạn nhìn trên màn hình, hôm nay tôi đến để tôi thi công lắp cái phần điện. Thì giới thiệu với các bạn này, hôm nay tôi lắp mấy cái đèn ở trên cột của cái công trình này. Thì giới thiệu các bạn, đây là một trên tay người thợ đồng đội của tôi, đây là một đôi đèn mà tôi cũng mới gặp, rất là đẹp các bạn ạ. Đôi đèn này nó là bằng đồng thật, bạn cần chắc chắn hộ tôi nhá. Đôi đèn này là đôi đèn bằng đồng thật đấy các bạn này. Đèn này là rất là đắt, 1 triệu đồng một chiếc này, mà tôi thấy nó mẫu này nó rất là lạ và mới, nên là muốn chia sẻ với anh em. Đây, cái bóng đèn này nó rất là hay, cái là thay bóng đèn là không phải tháo các cái bộ phận ra. Ở đây đấy, nó có cái cánh cửa này, nó có như là có một cái bản lề như một cánh cửa đấy. Các bạn nhìn này, thay bóng đèn là rất là dễ, mở này ra là thay bóng đèn bên trong thôi, nếu bóng đèn bị cháy lại đóng vào như này, rất là đẹp. Thì các bạn hãy xem tôi lắp cái bóng đèn này lên trên cột của cái hiên này xem nó có đẹp không các bạn nhé. Công trình này thì người ta cũng đang thi công sơn nữa các bạn ạ, nó rất là ngổn ngang, rất là ầm, nên là các bạn thông cảm. Các bạn hãy chờ mình lắp cái bóng đèn này lên xem đẹp không nhá. Giới thiệu với các bạn thì cái đèn này á là nó rất là nhiều chi tiết, lắp nó rất là lâu, thế nên là tôi cũng đã lắp ráp nó vào trước sẵn và khoan giá bắt của nó lên trên đầu cột rồi các bạn ạ. Thì cũng là đấu điện sẵn ở đây rồi, chỉ lên coi như là đấu điện vào để bật sáng thôi, chứ còn không có thời gian để chia sẻ với các bạn lắp tỉ mỉ các cái bộ phận này thì nó rất là lâu. Các bạn theo dõi nhé. Thank you.
Ok, vậy là tôi đã đấu xong cái đuôi đèn mà nó rất là độc, rất lạ và rất là đẹp. Nên chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn mà thấy cái đèn này hay thì hãy tìm và lắp nhé. Xin chia sẻ với các bạn cái mẫu đèn này đấy. Chào các bạn.